ក្នុងរោងចក្រក្រុមស៊ូសេធូចាក់ទឹក 2 cái lô lăng trăng có phẩm là tập hợp ở trên trời mặt tay nơi tỏa sợ cái lô có ánh sạp phở cho một phẩm tầm nặng tham đi ban chàng xong rồi tầm nặng tham phong đai bóng ôn phở một bóng ánh sợ bám hiệu bồn tờ phạm cái lô chàng mặt tay bằng nó hề bóng ôn là gọi miên banh hai tôi là một bộ bản khăn cả bắt chương cực vị ai chơi xong rồi bạn đây chàng hay xong rồi tầm nặng tham phong đai một bộ ốc sang sắp đồ là bóng ôn tinh bị bộ ốc thêm một bộ ốc phim phim chàng hay xong rồi bóng bóng này để gọi miên banh hai cái dụng chân nặng hoặc còn xa quân miên quạt soi cái liền soi đầm rong nôm cha sắp môi chúng hiền khuôn thì ta cứ chúng ngủ tư tơ tèm đòn cha có ai sắp hơi chiều muôi nông bạc phèo sắp bà đàn bàn xong rồi chân nắng nắm tức ní môi cảnh cho sang sắp bà là mong ôn tìm bì cảnh cho học sắp bà là thang chung môi cảnh cho phliem phliem sao sắp bà đàn cặp đôi khá ní môi đọc sang sắp bà là tìm bì đọc học sắp bà là thang chung môi đọc phliem phliem chà hãy xong rồi bong bong này để gọi mình chân nào đó ai cha cho phép bàn đừng nên chung môi thác xưa sánh hùa chẳng khai chẳng ong lê rưu có tình nợ tình nông tam lê tù sắp khai rung chạc bán chẳng hãy nâng khăn xong bật chạy rô bánh hạ ở rô phần là tập hòa nâng khăn rung chạy là cừu xưa sánh khô mình chạy bắp bênh lên chiếc bí sách rô xương xong khai bị ba chạy xong ạ quần.